Xin chào các bạn nha. Thì mình mới mua một chiếc xe này nè. Đó, Phương Nghiên nha, mua một xe này nhìn rất là chắc chắn. Thì mình định mua chiếc xe rù, nhưng mà chiếc xe rù chỉ chở phân này nọ thôi, chứ còn chở trụ thanh long chứ không được. Thì khi mình chở trụ thanh long thì mình ngã cái này nghiêng cái này xuống rồi, mình bỏ trụ thanh long lên và mình hất lên, mình đặt mình hất lên, và mình có thể đẩy đi được vô tư dễ nhàng với các bạn. Đó, thì các bạn nào mà muốn vận chuyển trụ thanh long á, mà nhổ lên thì mua chiếc xe này nha, chỉ cần một mình làm thôi chứ không cần ai nữa, rất là ok, mới con luôn. Cho các bạn cái giá luôn, giá là 590 các bạn, mà bớt cho mình 10.000 còn lại là 580. Giá là 590. Đó. Rất là ok. Thôi mình ra làm nha. Có gì trong quá trình mình làm mình coi thử cái này nó xe này nó vận dụng hiệu quả không, có gì mình báo cáo với các bạn nha. Các bạn cũng mua để làm việc nha.